Thôi, amen. Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tù nhân, con tình thác nơi Ngài. Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tù nhân, con tình thác nơi Ngài. Yêu đồi núi cam về năm nào Ngài chết treo thân, thập tự Ngài đã kiêng dâng màu đào để cứu chuộc con. Ba dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn trào tại xóa đi bao lỗi tôi đã hy sinh đời con. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, ôi trái tim tự nhân, con tình thác nơi Ngài. Kinh sùng kính máu trao báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Máu cực thánh trao báu Đức Giêsu Kitô. Máu cực thánh trao báu Đức Giêsu Kitô. Máu cực thánh trao báu Đức Giêsu Kitô. Máu thánh trao báu Đức Giêsu Kitô. Máu cực thánh cứu độ trần gian. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban thần khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, đấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban chúng con cùng một thần khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự uy an của Ngài. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Tôi kính kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi kính kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong Siêu Philato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tù tông, ngày thứ ba bởi trong cái chết mà sống lại, lên trời ngự bên thủ đức. Em không thể nào đọc được, em bị chia trí lắm á, em xin lỗi. Nó có tiếng kỳ 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 lắm, em xin lỗi các chị ơi, em làm ơn khóa cái chuông lại đi. Con xin lỗi, chú không đọc, con không đọc được, con không tập trung được. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu đàng đời quan Phong Siêu Philato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Xin cúi đầu lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô đổ ra từ mạo gai nhọn, đóng vào đầu Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng, và là ánh sáng Chúa soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ nhất, sự đóng đinh vào tay lấy máu cho bóng cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tán danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chăng cùng. Amen. Xin cúi đầu lạy máu cho báu đổ xa từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ nhất, sự đóng đinh vào tay hụ Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi tay hụ Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua tay hụ Ngài, xin cho máu cho báu tuôn xa từ nơi đó của các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen. Ôi, lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Em bị chia trí lắm, em không đọc được đâu. Có ai làm ơn vô giúp em được không? Chị Kim thử lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Tại vì em không đọc được, tại vì nó hôn lắm. Và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Chị Kim ơi, chị Kim vô giúp em đi. Kim đọc vía thu đi Kim. Vô giúp em đi này. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Tán danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chăng cùng. Amen. Lạy máu cho báu đổ xa từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ hai, sự đóng đinh vào tay tả Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi tay tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua tay tả Ngài, xin cho máu cho báu tuôn ra từ nơi đó, cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cúi đầu. Lạy máu cho báu cực thánh đổ ra từ đầu thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết, thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ ba. Sự đóng đinh vào chân hùng Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi chân hùng Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua chân hùng Ngài, xin cho máu cho báu tuôn xa từ nơi đó, bảo vệ nền tảng giáo hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen. Ôi, lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu. Xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chân cùng. Amen. Xin cúi đầu lấy máu cho báu độ xa lấy máu cho báu độ xa từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng Chúa soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ 4, sự đóng đinh vào chân tả Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi chân tả Chúa và sự đau đớn như đinh đóng thâu qua chân tả Ngài, xin cho máu châu báu tuôn ra từ nơi đó, bảo vệ chúng con khỏi trên mọi nẻo đường, khỏi những âm mưu tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng. Amen. Ôi lạy máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Cán nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cúi đầu lạy máu cho báu cực thánh đổ ra từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu nhiệm thứ 5, sự đâm thâu vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cậy nhờ vết thương cực thánh nơi cạnh sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu cạnh sườn Ngài, xin cho máu cho báu và nước tuôn ra từ nơi đó, chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết đi sống lại, xóa đi những khó khăn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới.
Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chúng con và toàn thế giới. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chân cùng. Amen. Xin cúi đầu lạy máu cho báu đổ xa từ đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi đền thờ của sự khôn ngoan, nhà tạm của sự hiểu biết thiêng liêng và là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Ôi lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực Thánh Chúa Giêsu. Ôi lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực Thánh Chúa Giêsu. Ôi lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực Thánh Chúa Giêsu. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn cách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau cõi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài, vì giao ước vĩnh cửu Ngài lập ra để mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành vết thương trong trái tim cực Thánh Chúa Giêsu. Xin đa ngợi Chúa Cha quyền năng trên ngai tòa và tại sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi máu cho báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen. Lạy trái tim cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Đức Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời dần, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Gioan với chừng Thánh Giá, cầu cho chúng con. Thánh Maria Magdalena, cầu cho chúng con. Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các đấng trực cầu trên trời, cầu cho chúng con. Tất cả các thánh trên trời, cầu cho chúng con. Tất cả triều thần thiên quốc, cầu cho chúng con. Đạo binh Đức Mẹ, cầu cho chúng con. Xin cầu máu cho báu Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức Chúa Cha người trên trời là Đức Chúa Trời thật, thương xót chúng con. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật, thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật, thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời, thương xót chúng con. Lạy máu cho báu cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là máu cứu chuộc chúng con, xin che chở chúng con và toàn thế giới. Đại dương máu Thánh Chúa Kitô, xin giải thoát chúng con.
máu Chúa Kitô đầy thánh thiện và lòng thương xót. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là sức mạnh và quyền năng của chúng con. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là giao ước vĩnh cửu. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là nền tảng đức tin người tín hữu. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Kitô là binh giáp của Thiên Chúa. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Giêsu Kitô là lòng nhân đức Thiên Chúa. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Giêsu Kitô là vũ khí diệt trừ ma quỷ. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Giêsu Kitô cứu chữa kẻ nô lệ tù tội. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Giêsu Kitô là rượu thánh. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh của người tín hữu. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Giêsu Kitô bảo vệ tường thành hội thánh. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu Chúa Kitô là đức tin thật của người tín hữu. Xin giải thoát chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là máu chữa lành. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là máu để sức dầu. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là sự dũng cảm của con cái Chúa. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là của tướng lãnh chiến sĩ Chúa. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là máu phục sinh. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là của uống các thiên thần trên trời. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là sự yên ủi Đức Chúa Cha. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là lễ thanh tẩy của dân ngoại. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là hòa bình của thế giới. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là cầu vồng trên thiên đàng. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là hy vọng của trẻ em vô tội. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là lời Chúa thông tin chúng con. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là vũ khí thiên đàng. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là sự khôn ngoan Thiên Chúa. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là nền tảng của thế giới. Xin cứu chúng con. Máu cho báu cực thánh Chúa Kitô là lòng thương xót của Chúa Cha. Xin cứu chúng con. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin tẩy sạch tội lỗi thế gian. Lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin tội mới thế giới. Ôi lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu, lấy máu cho báu cứu độ chúng con. Chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Ngài. Chúng con nài xin Ngài giải thoát tất cả những ai trong tay ma quỷ, xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Ngài. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh cho chúng con, để chúng con thờ phượng yên ủi thánh tâm Chúa. Chúng con tôn phụng Ngài, lạy máu cho báu của lòng thương xót. Amen. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Ôi lạy máu cho báu cực thánh Chúa Giêsu Kitô, xin chữa lành những vết thương trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu Kitô. Lời tận hiến.
Kinh tận hiến cho máu trao báu Chúa Giêsu Kitô, lạy đấng cứu độ thấu suốt và đầy lòng thương xót. Trước sự cao cả của Ngài và sự hèn mọn của chúng con xin phụ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài vì muôn ân lành Ngài đã tỏ ra cho chúng con là kẻ vô ơn với Chúa. Chúng con xin đặc biệt tạ ơn Chúa đã giải thoát chúng con khỏi quyền lực quấy phá của Satan bằng máu châu báu Ngài. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, với sự hiện diện của mẹ Maria yêu dấu của chúng con, thiên thần hộ mệnh, thánh bổn mạng của chúng con và toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con xin tự tận hiến bản thân với lòng thành cho máu châu báu mà Ngài đã dùng để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục. Chúng con xin hứa dưới sự trợ lực của ân sủng Ngài và với hết sức lực của con, chúng con sẽ dấy lên và khuyến khích lòng sùng kính máu cho báu Ngài giá chuộc tội chúng con, để máu kính yêu của Ngài được mọi người kính trọng và ca ngợi. Bằng cách này, chúng con mong rằng sẽ đến đền bù cho tất cho sự bất trung của chúng con đối với máu cho báu của tình thương, và đền thay cho sự xúc phạm của loài người đánh giá cứu độ đáng quý đó.